Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 261: Nguy cơ trên xe ngựa, 1. Mắt thấy quyển sách thật vất vả mới tìm được bị người khác lấy đi, Vân Khanh liền đi nhanh đến bên kia giá sách, ngẩng đầu lên nói: "Xin chào, sách này có thể nhường cho ta không?" Tuy rằng sách là nàng thấy trước nhưng lại bị người khác lấy trước. Nàng sẽ không cảm thấy là người ta lấy đồ của mình, nhưng cũng có thể xin họ nhường cho. Người nọ nghe được bên tai truyền đến giọng nói giòn nguyễn của thiếu nữ, dừng bước, quay nửa người lại, dựa chán cũng hơi hơi đầu, người muốn xem sách này. Tiếng nói lạnh lẽo vào ngày thu lại không mang đến cảm giác đột một như mùa hạ, Vân Khanh hơi ngửa đầu nhìn lại, thấy người nọ ngũ quan rõ ràng, mặt như trọng sơn, chắc là ý mặt nghiêm túc, mày rậm mắt đen, tuy chưa cử động nhưng cả người lại tràn ngập lãnh khí, không khỏi cười nói, thì ra là An Công Tử. Thẩm tiểu thư, An Sơ Dương nhìn khuôn mặt như ẩn như hiện dưới làn sa trắng như tuyết, mụ sa theo hô hấp nhẹ nhàng đong đưa, giống như một ngọn gió mát lướt qua bên người, vóc người so với trước kia cao hơn một chút, bộ ngực phập phồng càng thêm cuốn hút, ở dưới áo choàng càng tỏa ra sự cuốn hút kinh người, trong lòng hắn vừa động, thoáng cái liền đem ánh mắt chuyển qua giá sách hỏi, thương thế của tiểu thư hồi phục rồi sang. Lần trước hắn cùng An Chi Phủ hai người ở viện trước chưa vào nội viện, cũng chưa gặp được Vân Khanh, sau khi trở về nghe An Tuyết oánh kể lại tình trạng của Vân Khanh, biết nàng nằm ở trên giường, không thể đồng. Thanh âm của hắn vẫn lãnh đạm như trước, thoạt nghe cảm thấy hắn rất lạnh lùng, rất không muốn cùng người nói chuyện với nhau. Vân Khanh biết sự lãnh đạm của hắn cùng tứ hoàng tử tuyệt đối khác nhau, hắn là mặt lãnh tâm thiện mà người kia không cần nói tới cũng được tốt hơn nhiều rồi bằng không hôm nay cũng sẽ không thể đi ra ngoài dạo một chút vân khanh còn cố ý giật giật vai trái lời này nói cho an sơ dương tin rằng ngan tuyết ánh rất nhanh cũng sẽ biết miễn cho nàng ấy cả ngày lo lắng lung tung ân khỏe rồi thì tốt ánh mắt an sơ dương đặt bên vai trái của nàng một lúc mới đưa cuốn lục quốc thiên hạ giả sử chí ra giơ cao một chút người cũng thích xem loại sách này sao? Đúng vậy, loại giá sử này cực kỳ ít, ta vẫn luôn tìm nó, thật may hôm nay ở vô nhai thư cục thấy được, không nghĩ tới, người cũng thích xem. Vân Khanh ánh mắt lướt qua quyển sách trên tay hắn, sau đó rời đi, tuy rằng chỉ nhìn rất nhanh, nhưng An Sơ Dương có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng dừng trên tay hắn có một loại bức thiết, tâm trạng nôn nóng muốn xem cuốn sách này. Hắn có chút bất ngờ, có rất ít tiểu thư khuê nữ thích xem loại sách này như tuyết oánh đều là mua các tập thơ ca ở nhà lật xem loại sách này cơ bản không muốn xem vân khanh thấy hiền sơ dương đang trầm mặc nghĩ rằng hắn không muốn dù sao sách này rất khó tìm đoán rằng an sơ dương tất nhiên cũng thích không khỏi có chút thất vọng nghĩ lại nếu như đợi sau khi hắn xem xong quyển sách này mình lại đi mượn về cũng giống nhau người xem xong lại cho ta mượn xem cũng được nếu ngươi muốn. Một trước một sau, hai người đồng thời mở miệng, An Sơ Dương nghe được lời nói của Vân Khanh, đôi mắt như hắc diệu thạch, một loại đá đen, liền lóe lên một chia sáng, lời muốn nói lại nuốt xuống. Bởi vì hai người đồng thời mở miệng, Vân Khanh không nghe rõ An Sơ Dương nói cái gì, liền ngửa đầu hỏi, ngươi muốn nói gì? An Sơ Dương chuyển mắt xuống quyển sách trên tay, lại ngừng đầu nhìn thiếu nữ đang đội khăn che mặt, trong mắt nổi lên tia kỳ dị, ngươi nếu thực thích ta xem xong lại đưa cho ngươi xem vân khanh mỉm cười tươi cười lộ ra bên dưới lộ mỏng mang theo sự chân thành tha thiết thì ra ai chúng ta có cùng suy nghĩ như vậy ân an sơ dương từ trong cổ họng lên tiếng có chút mơ hồ như có chút không không xác định hư không biết như thế nào bên tai vân khanh truyền đến ngừ nhẹ của nam tử giọng điệu như giận dỗi lại mang vẻ tùy tiện có chút quen thuộc như đã từng nghe qua. Nàng không khỏi quay đầu nhìn chung quanh, nhưng không nhìn thấy thân ảnh của ai cả, thầm nghĩ do mình có lẽ bị bệnh lâu nên lỗ tai nghe nhầm, thu hồi tầm mắt, ta lại tiếp tục xem cuốn khác. Nếu đã đi ra, sẽ không thể tay không mà về, tuy rằng một quyển bị người đoạt trước, nhưng còn những quyển khác cho nàng chọn. Vân Khanh ở dãy sách lịch sử dạo một vòng, phát hiện những quyền khác không đủ hấp dẫn nàng, dù sao nhà kệ sách nhà nàng cũng không tính là ít liền chuyển đến dãy sách thuốc dãy này sách tuy nhiều nhưng phần lớn là nói về cơ bản vân khanh nhìn lướt qua tầng giữa và tầng dưới vẫn chưa đổi mới liền ngừng đầu nhìn tầng trên trong đó một quyển bìa sách màu vàng nhạt lần trước ở thư cục nàng hình như chưa xem qua liền nâng tay chuẩn bị đi lấy thương thế của ngươi còn chưa hoàn toàn bình phục ta lấy giúp ngươi liều thúy vốn muốn ngăn cản động tác nâng tay của vân khanh ai ngờ một bàn tay to ở bên cạnh vươn ra đem cuốn y thư có bìa màu vàng cầm xuống đưa tới trước mặt vân khanh đa tạ rồi vân khanh nhận sách biểu tình có chút sững sờ an sơ dương tại sao còn chưa đi mà vẫn đứng ở chỗ cách nàng không xa chứ không có gì tay ngươi không tiện ta cũng nên giúp một chút an sơ dương một chút cũng không có cảm thấy mình đã làm gì sai chẳng qua là thuận tay giúp bằng hữu của muội muội lấy sách đương nhiên trong lòng hắn sau khi ở thư cục bất ngờ gặp vân khanh liền có ý nghĩ không muốn rời đi trong tay cầm cuốn sách thuốc bìa vàng vân khanh cảm giác có chút là lạ, liền quay đầu gọi lưu thúy cầm sách thuốc đi đến quầy tính tiền an sơ dương cũng đi theo phía sau cầm quyển sách trong tay lục quốc thiên hạ giã xử trí đặt bên cạnh sách của vân khanh âm thanh lạnh lùng nói tính chung không cần, An Công Tử, Vân Khanh một bên nói, Lưu Thúy ở phía sau nhanh nhẹn lấy ra một nén bạc đặt trên quầy, ông chủ thư cục nhận lấy xong, bỏ sách vào túi đưa cho nha hoàn là Lưu Thúy. An Sơ Dương nhìn Vân Khanh lại một lần nữa cự tuyệt tâm ý của hắn, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi, lần trước hắn đưa vòng tay cho nàng, nàng cũng cự tuyệt, lúc này đây, hắn muốn tính tiền dùm nàng, nàng vẫn là kiên trì tự mình chi trả chẳng lẽ như lời phụ thân nói, nam tử không có công danh, nữ tử sẽ không có thể an tâm gà cho sao? Một đôi mắt trong veo như như băng tuyết, lại ẩn chứa cảm giác mát lạnh hơi động lại, lấy ra một thỏi bạc nhanh tay đặt trên quầy, cầm sách liền đi theo sau Vân Khanh. Hắn chân dài bước rộng, vài bước liền đến bên cạnh Vân Khanh, cái thái độ lạnh lùng này vẫn đầy uy nghiêm bất dịch, không làm thay đổi được, trong con mắt có thêm vài phần kiên định, ta sẽ đi giành lấy công danh dứt lời, hai má màu nâu đồng phảng phất có chút ửng đỏ, không chờ Vân Khanh phản ứng gì, lập tức xoay người lại bước đi thật nhanh. Ạch, tiểu thư, An Công Tử đây là có ý gì a? À? Liêu Thúy nhìn bóng lưng màu đen kia đang càng chạy càng xa, vô cùng mờ mịt hỏi. Giành lấy công danh, Vân Khanh cũng có chút sững sờ, quan hệ của An Sơ Dương và nàng tuy rằng cũng có quen biết, hai người cũng vì chuyện cướp phỉ lúc trước, mà Vân Khanh cảm thấy hai người như là bằng hữu, nhưng lời nói hôm nay không giống như là giữa bằng hữu nói với nhau. Nếu nàng nghĩ sâu xa một chút, lời này giống như là nam tử hứa hẹn với tiểu tình nhân. Chẳng lẽ An Sơ Dương đối với nàng, lần trước yêu cầu cưới nàng, không phải là bởi vì nàng lâm vào khốn cảnh sao? Đại khái là muốn cố gắng hướng về phía trước thôi, Vân Khanh nhíu nhíu mày, tầng giấy của cánh cửa sổ này cũng chưa có tùng chính nàng cũng đừng nên đi chọc phải. An Sơ Dương năm nay mới 17, tương lai còn dài, nàng cũng không nghĩ sẽ cùng An Sơ Dương chung sống cả đời. An Chi Phủ có một con trai trưởng như vậy, tuy rằng lần trước ở trong sân nhìn thấy phụ tử bọn họ cãi nhau, nhưng rốt cuộc An Chi Phủ vẫn rất thương yêu đứa con trai này. Nếu biết Nhi Tử một lòng muốn kết hôn với một nữ Nhi thương nhân, trong lòng khẳng định sẽ rất khó chịu. Nàng còn muốn cùng tuyết oánh làm hảo tỉ muội một đời nữa không nên bởi vì chuyện này mà làm cho an chi phủ và an phu nhân nảy sinh khúc mắc trong lòng trong đầu vừa nghĩ đến lời nói bất ngờ của an sơ dương và kết quả sau đó vân khanh dựa vào lưu thúy từ cửa thư cục đi ra bước về phía xe ngựa đang dừng lại mã sa phu người đánh xe ngựa đang du du dưới một mái hiên tránh gió nhìn thấy vân khanh và lưu thúy đi ra chạy nhanh bước đến bên cạnh xe ngựa từ trên xe lấy ra một băng ghế nhỏ Vân Khanh vịn vào tay của Lưu Thúy, dẫm xuống băng ghế bước lên xe ngựa, vén lên màn che thật dày, vừa đi vào, liền ngửi thấy mùi máu tươi tanh nồng, nàng vừa nhấc đầu lên, thân mình liền bị người điểm huyệt, nhất thời bất lực ngã xuống, ngã vào một bộ ngực ấm áp lại mang theo chút ẩm ướt. Mà Lưu Thúy đi theo tiến vào, cũng cùng động tác là vén rèm, ngẩng đầu, khiếp sợ, bị điểm huyệt, rồi ngã xuống, chỉ khác ở chỗ Lưu Thúy trực tiếp ngã xuống trên đệm. Vân Khanh bị điểm huyệt, không thể động, không thể kêu, một đôi phượng mâu gắt gao chừng chừng nhìn người trước mắt. Ánh sáng ảm đạm bên trong xe ngựa, le lói vài tia sáng tỏa ra từ kẽ hở của rèm cửa sổ, chiếu sáng mọi thứ chung quanh, nam tử đeo mặt nạ màu bạc ngồi ở nơi có chút tối tăm này, ngược lại như sáng ngời, đẹp như ngọn đèn to đang tỏa sáng. Cuối cùng tất cả tập trung vào trong đôi mắt chưa bị che giấu kia. Ngân quang từ ngoài chiếu vào, phản xạ ra nhiều đóa hoa li ti dưới ánh sáng, khi tầm mắt hai người giao nhau, liền như ngọn gió lướt qua của ngày xuân, có thêm một nhánh cây xanh biếc, mang theo hoa lê trắng như đào phấn, sáng lạn nở rộ, trong chốc lát đặc sắc vô cùng. Vân Khanh trong mảnh xuân sắc kiều diễm kia, rõ ràng nhìn thấy hình ảnh chính mình, rồi người nọ đột nhiên nổi lên ý cười tà mị trong mắt. Chết tiệt, lại là tên nam nhân đeo mặt nạ bạc này thật là trùng hợp chúng ta lại gặp mặt rồi nam nhân mặt nạ bạc vươn tay đem nàng ôm vào trong ngực ánh mắt sáng rỡ phảng phất có thể nhìn thấu tâm tư của nàng tiếng nói trầm thấp vui vẻ chào hỏi gặp cái đầu ngươi nhìn thấy ngươi sẽ không có chuyện tốt đừng oán giận a à, có thể gặp mặt thì có nghĩa là có duyên phận rồi nam nhân mặt nạ bạc một chút cũng không sợ nàng tức giận thoải mái trêu đùa nghe giọng hắn nói chuyện vân khanh cảm thấy không thể cãi lại nên rất khó chịu nhăn mày một chút đem ánh mắt chuyển tới dưới ít hầu của nam nhân mặt nạ bạc ý bảo hắn muốn hắn giải huyệt đạo của nàng để nàng nói chuyện người nhìn ta làm cái gì còn nhìn đến bên gái nữa chẳng lẽ người đối với ta có ý đồ gì nam nhân mặt nạ bạc trong mắt giống như lộ ra một chút sắc thái sợ hãi ý đồ cái quỷ để cho ta mờ gần nói chuyện Vân Khanh cố gắng dùng ánh mắt biểu đạt sự phẫn nộ của mình, rốt cục có thể để nam nhân mặt nạ bạc hiểu được ý của nàng, ngươi muốn mở miệng nói chuyện. Gật đầu, nhưng nếu ta giải huyệt đảo, ngươi muốn hô to thì làm sao bây giờ? Nam nhân mặt nạ bạc rất không yên tâm hỏi. Sa phu ở bên ngoài thấy Vân Khanh cùng Lưu Thúy đi vào xong, liền vung roi quay xe ngựa trở về, màn xe dày cách âm thật tốt, một chút cũng nghe không ra âm thanh bên trong. Vân Khanh tròng mắt hướng bên ngoài chớp chớp, lại ở trên người mình và nam từ đảo một vòng, sau đó lại không chuyển động, tiếp tục giận dữ chừng mắt nhìn hắn. Ngươi là nói, nếu bị người bên ngoài phát hiện ngươi cùng ta ở chung một chỗ, khuê dự của ngươi sẽ không còn, cho nên ngươi sẽ không kêu, đúng hay không? Nam nhân mặt nạ bạc rất hứng thú ôm lấy Vân Khanh không thể cử đông, ngón tay vòng quanh một lọn tóc rơi ra của nàng, chơi đến nghiện. Món tay tựa hồ tuyệt, không cảm thấy động tác này quá mức thân mật, chỉ cảm thấy mái tóc mềm mại như tơ lụa, nếu có thể vuốt từ đầu đến đuôi, nhất định sẽ cảm giác thật tốt. Vô nghĩa, võ công của ngươi cao cường như vậy, ta cũng đánh không lại ngươi a. Vân Khanh lúc này không muốn nhìn đến động tác của hắn, mặc dù biết là không còn cách nào, thầm muốn trở mặt xem thường tỏ rõ sự khinh bỉ của mình, còn có Lưu Thúy ở đây, nàng không thể tùy tiện liều mạng nếu để cho người phát hiện, danh dự của nàng và Lưu Thúy cũng không thể cứu vớt. Người sao không trả lời ta chứ? Nam nhân mặt nạ bạc thực vô sỉ nói. Vân Khanh chỉ nghĩ đến nếu có thể dùng tay thì tốt rồi, lập tức có thể đem tên nam nhân ngu mốc này đánh bay tới mặt khác của địa cầu, nàng muốn động cũng không động được, làm sao trả lời. Ai ngờ, nam nhân mặt nạ bạc lại tiếp tục nói, người không trả lời, chính là chấp nhận nói xong ngón tay nhanh như chớp ở trên người nàng động một chút cảm giác được thả lỏng nhất thời truyền đến vân khanh rốt cục có thể mở miệng nói chuyện tay vừa cử động được liền hung hăng đánh vào ngực của nam nhân mặt nạ bạc ngô một tiếng kêu rên trong đôi mắt nam nhân mặt nạ bạc lộ ra một tia đau đớn thân thể cũng theo phản xạ gập người lại vân khanh dịch người ra cách hắn một khoảng mới phát hiện trên người hắn là mặc y phục giả hành màu đen ở bên hông trái có cảm giác ươn ướt, như là bị chất lỏng thấm vào, còn có một chút dính ngấy. Trong đầu vừa nghĩ, nhớ tới chóp mũi vẫn còn ngửi thấy mùi máu tươi, cùng với phản ứng của hắn khi bị nàng đánh, Vân Khanh cau mày nói, ngươi bị thương. chương 262, Nguy cơ trên xe ngựa, 2. Ân, một vết thương nhỏ, giọng nói của nam nhân mặt nạ bạc như thực nhẹ nhàng. Vân Khanh thậm chí có thể nghĩ lúc hắn nói chuyện, môi hẳn là hơi hơi nhếch lên sắc mặt hẳn là không tốt lắm ta có học qua y thuật có thể giúp ngươi xem một chút nếu là vết thương nhẹ thì không thể sẽ không ngừng đổ máu thương thế kia tuyệt đối không nhỏ vân khanh đưa mắt nhìn vào hông trái của hắn thẩm tiểu thư đối với ta thật tốt thế nhưng lại muốn giúp ta xem thương thế nam nhân mặt nạ bạc cười sâu trong đôi mắt hơi lộ ra tí lạnh ý nói xong liền lui về phía trong xe ngựa nằm xuống. Xe ngựa thẩm ra đều rộng lớn, thoải mái, hoa lệ là chính, mặc dù là nam nhân mặt nạ bạc là một người nam nhân, hơn nữa bên cạnh còn có Lưu Thúy đang bị hôn mê, Vân Khanh ngồi ở một bên vẫn không có vẻ bị bức ách. Vậy ngươi liền nhìn xem đi, nam nhân mặt nạ bạc nằm xuống, thực tự nhiên nói với Vân Khanh, trong giọng nói pha chút lạnh nhạt cùng cao hứng làm cho người ta cảm thấy hắn và Vân Khanh không phải là người xa lạ mới gặp qua hai ba lần, mà là bằng hữu tốt đã tương giao nhiều năm. Vân Khanh ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn đến phần da thịt trắng nõn không bị che lấp kia, tuy chỉ là lướt qua, nhưng có thể cảm thấy sự tinh tế non mềm, người này tuyệt đối không phải là đạo tặc giang hồ, nàng khép hờ đôi mắt, nhấc lên cây nắp phía dưới sàn xe ngựa, từ trong đó lấy ra một cái hòm thuốc, sau khi học y nàng liền để một hòm thuốc ở bên trong xe ngựa để phòng bị, bên trong được ít thuốc thông thường cùng ngân châm. Nàng lấy tay nắm mảng quần áo thâm máu, sau đó rút vạt áo của hắn ra, trong đôi mắt nàng là một mảng máu đã khô cứng, ngoài ra cái gì cũng không có. Nam nhân mặt nạ bạc đôi mắt nhìn phía trước, nửa cúi nhìn động tác của Vân Khanh, thần sắc nơi đáy mắt cũng rất mập mờ, ý cười trong mắt dần dần biến mất để nàng đem y phục của mình kéo lên trên đem tay hắn cũng bao lại ở trong xốc lên áo khoác trên áo lót liền có một mảnh huyết sắc vân khanh lấy kéo cắt phần áo trong dính vào miệng vết thương da lộ ra một vết thương dài như một bàn tay miệng vết thương nửa khép còn một nửa vẫn đang chảy máu từ trên da nhỏ xuống rơi lên ngoài áo lót thành một mảnh đỏ tươi đôi phượng mâu sâu thẳm híp lại thương thế kia thực không thể coi là nhẹ xem tình trạng đóng vảy của miệng vết thương. Máu đã chảy được một lúc, nhưng từ khi tiến vào đến bây giờ, nàng cũng chưa thấy phản ứng nhịn đau của tên nam nhân trước mắt này. Ánh mắt của nàng có chút thương hại, ngẩng đầu nhìn nam tử vẫn còn rất chấn định kia, đau tiếc hỏi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đau sao? Khuôn mặt của nàng cực đẹp, khi khuôn mặt hình trứng mỗng của nàng hơi nghiêng, đường cong mượt mà, như một khối mỹ ngọc có độ cong hoàn mỹ sau đó lại ở trên gương mặt tinh xảo mài rũa, từ lông mày cho đến chóp mũi, như lấp lánh ánh sáng, khiến người ta say đắm, sau đó đến đôi môi đầy đặn, như một đóa hoa đào rơi trên đó, cuối cùng ở lại trên dung nhan Mỹ mọc hợp thành một bộ phận, hai tròng mắt ngập nước long lanh, lộ ra sự thương tiếc vô cùng, cùng ánh mắt như xuyên thấu, khiến khuôn mặt dung thuần đến kinh tâm động phách. Nam nhân mặt nạ bạc trong đáy mắt phản xạ ngân quang lộ ra một tia kinh diễm, trong lòng lại nhảy dựng vì cái loại xinh đẹp trong phút chốc này mà tâm trí có chút lâm lâng, lâng, chăm chú đến không nỡ rời mắt, khẽ cười nói, vòng tay của thầm tiểu thư thật đẹp, là ai tặng vậy? Một khắc kia, ánh mắt vân khanh liền từ sự mê ly mê hoặc biến thành trong trèo nhưng lạnh lùng vô ý, bờ môi khẽ nhúc nhích, lấy vòng tay ở trên tay trái ra hắn đã sớm nhìn thấu nàng rồi mới vừa rồi nàng để lộ ra tia thương hại kia đó là lợi dụng lúc người bị thương khi tâm hồn khát vọng có người che chở mới cố ý nói ra lời nói thương tiếc cùng đau lòng chỉ chờ nam nhân mặt nạ bạc có một chút lơ là nàng liền ấn xuống ngân châm trong vòng tay mà ngự phượng đàn đưa sau khi khiến hắn không thể cử động nàng sẽ tìm một chỗ đưa hắn ra bên ngoài ai ngờ nàng còn chưa động thủ liền bị người xem thấu Người này, thật không đơn giản rồi. Nếu lúc này chưa động thủ đã bị hắn phát hiện, sau này lại muốn động thủ sẽ càng khó, không nghĩ tới hắn cảnh giác cao độ như vậy. Vân Khanh cúi đầu, lấy ngân châm trong hòm thuốc ra, ở trên một số đại huyệt thi châm cầm máu, cũng may vết thương này thoạt nhìn rất tệ, như lại không động đến lục phủ ngũ tạng, nếu không cũng khó cứu. Nam nhân mặt nạ bạc thưởng thức sự thay đổi thái độ của Vân Khanh hàng lông mi dày rậm như núi dưới lớp mặt nạ hơi nhíu lại ngầm bật cười tiểu hồ ly khẳng định đặc biệt có cảm giác thất bại ngay cả mỹ nhân kế cũng dùng đến thế nhưng lại không thể mê hoặc hắn nhưng mà tiểu hồ ly thật sự rất lợi hại hôm nay nếu là nam nhân khác xâm nhập vào xe ngựa hơn phân nửa là sẽ đầu hàng dưới khuôn mặt kiều diễm và cây ngân châm trên tay trái của tiểu hồ ly hắn sở dĩ có thể sớm phát hiện cũng là có chút lợi thế phải biết rằng vòng tay là hắn đưa cho tiểu hù ly khi gặp nguy hiểm tiểu hù ly đương nhiên sẽ nghĩ tới vòng tay này cho nên khi tay vân phanh vừa động hắn liền chú ý tới rồi một nguyên nhân khác nữa tuy rằng hắn rất không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể không nói một thân phận khác của hắn mê người và tuấn mỹ như vậy lại đối tốt với tiểu hù ly như vậy tiểu hù ly chưa từng lộ ra sự ôn nhu hay thương tiếc nào với hắn làm sao có thể khi hắn mang vào chiếc mặt nạ này liền có biểu hiện như thế, lại vì một kẻ nhiều lần đi quấy rối nàng mà có cảm tình chứ. Cái này thực rõ ràng là quỷ kế của tiểu hồ ly nha. Cho nên cùng lúc hắn đang thưởng thức phong cảnh, cũng không có thả lỏng, thế này mới miễn cho mình bị gây tê a. Bất quá, nam nhân mặt nạ bạc quay đầu tiếp tục hỏi, như thế nào, người chưa nói cho ta biết vòng tay này là ai đưa, nếu vậy ta chỉ có thể đoán thôi vân khanh một lòng thi châm cầm máu không muốn để ý đến tên nam nhân rõ ràng bị thương rõ ràng đang bị người dùng châm đâm lại nhìn không một tí đau đớn nàng thầm nghĩ nên nhanh chóng băng bó vê thương cho hắn sau đó để vị đại gia nhanh nhanh rời khỏi không cần ở lại trong xe ngựa của nàng mà gây phiền toái nghĩ đến đây vân khanh vén mảnh lên nhìn ra bên ngoài xe ngựa đã được một thời gian ngắn chắc chưa làm xong thì đã tới thẩm phủ lại vừa thấy qua tiếp ba con phú là sẽ đến thẩm phủ, chốt thời gian ít bỏi ấy nhất định không thể chữa xong, cũng may nàng nghĩ nhanh, lập tức hướng ra bên ngoài phân phó, lão hải, ghé tiệm mỹ nhân trang một chút, ta muốn đi mua một ít đồ. Xa phu lão hải nghe xong, có chút nghi hoặc tại sao tiểu thư không nói sớm một chút, nay đã đi được hơn nửa đường, nhưng hắn chỉ nghĩ như vậy, dù sao các tiểu thư phu nhân đôi khi sẽ đột nhiên nhớ tới thứ gì rồi đột một phân phó đi một nơi khác có rất nhiều. Bánh xe trên mặt đất ma sát một vòng, Sa Phu quay đầu xe ngựa đi về một hướng khác. Vân Khanh mắt thấy cảnh sắc chung quanh thay đổi, mới buông màn xe, nhìn Lưu Thúy bất tỉnh ở một bên, thuận tay cầm cái gối đầu cho nàng đệm ở dưới, cũng không muốn để nam nhân mặt nạ bạc giải huyệt cho nàng quá sớm. Lưu Thúy vẫn khoan hãy tỉnh lại thì tốt hơn, biết càng nhiều, liền càng nguy hiểm nàng từng nói qua đời này muốn cho Lưu Thúy qua một cuộc sống như ý. Làm xong mọi thứ, Vân Khanh lại tiếp tục từ trong dương lấy một ít thuốc bột ra, tiếp theo bận rộn, mặc kệ một đôi mắt liễm diễm đang chằm chập nhìn nàng, nàng chỉ đem thuốc bột tinh tế giải đều vào trên miệng vết thương. Người bị bỏ lơ kia có chút không cam lòng, ta đoán, vòng tay của ngươi là tình nhân tặng cho ngươi đúng không? Nói vừa dứt, người nào đó ngay sau đó lại thấp giọng mô một tiếng, uy ngươi tại sao lại ấn vết thương của ta chẳng lẽ ngươi học y vì muốn khi dễ bệnh nhân à vân khanh tà liếc hắn một cái mặt không chút thay đổi tiếp tục ở trên miệng vết thương của hắn ấn xuống một cái nữa vừa lòng nhìn nam nhân mặt nạ bạc lại kêu rên một tiếng mới nói ngươi lại nói lung tung ta liền trực tiếp đem ngân châm xuyên tới nội tạng của ngươi cái gì tình nhân với trả tình nhân người này thật là tuy rằng vòng tay này là người khác đưa nhưng ngự phượng đàn bắt nàng đeo nay muốn lấy ra cũng không được trong lòng nàng đã đủ tức giận nam nhân mặt nạ bạc này còn nói là tình nhân bảo sao nàng không đi nhấn vào miệng vết thương của hắn chứ đánh không lại cũng có thể chốt giận gặp mặt ba lượt ít nhất nàng biết tình huống hiện tại nam nhân mặt nạ bạc chắc là không thể động thù với nàng cái gì mà nói lung tung chứ hỏi ngươi ngươi lại không nói ta cảm thấy vòng tay này thực tinh xảo nghĩ rằng người đưa cho ngươi nhất định là rất tận tâm a à. người bình thường ai lại làm loại vòng tay để nữ tử phòng thân nhìn dáng vẻ vừa rồi của ngươi thứ bên trong nhất định dùng rất tốt lại nhìn một cái vòng tay có thể tạo được tác dụng lớn như vậy nhất định là phí rất nhiều tâm tư kiểu dáng lại cao quý hắn thật đúng là một nam nhân cẩn thận a à. mèo tự khen mèo dài đuôi là đây bó tay anh rồi xem anh như ấm ức lắm ấy Nam nhân mặt nạ bạc nhìn chằm chằm phản ứng của Vân Khanh, mặt không đỏ tim không đập mạnh rất hưng phấn mà tự khen mình, hết cách rồi, nếu phải ở trước mặt Vân Khanh, dùng thân phận khác biểu đạt đầy đủ sự ái mộ cùng tâm ý của mình, hắn ít nhiều cũng có chút ngượng ngập, đeo mặt nạ như vậy, hắn muốn khen mình cỡ nào thì cứ tận lực khen. Chỉ cần có thể làm cho Vân Khanh hiểu được tâm ý của hắn. Vân Khanh cúi đầu, tầm mắt dừng ở vòng tay trên cổ tay trái. Nhớ tới vẻ mặt ngày ấy của Ngự Phượng Đàn, khuôn mặt kiên định của hắn, cùng với đôi mắt liễm diễm, nội tâm phảng phất như gió thu thổi qua, một cảm xúc xa lạ khác thường từ nội tâm vọt lên. Người bình thường sẽ không đưa loại vòng tay này cho nữ tử, hắn đối với nàng thật sự dụng tâm, nhưng bọn họ không thích hợp, tựa như mặt trời và mặt trăng, không thuộc về cùng một thế giới, ngay cả có thể gặp nhau trong giây phút ngắn ngủi của hoàng hôn. Nhưng rồi cuối cùng cũng sẽ đi trên quỹ đạo khác nhau. Cẩn Vương Thế Tử khiến nàng cảm thấy có lẽ không nên lấy là tốt nhất, hắn cảm thấy mây mẻ, cho nên nguyện ý tốn tâm tư đi dỗ nàng. Nàng đã tái thế làm người, không nên vì những thứ bề ngoài tốt đẹp mà đánh mất cảnh giác, nàng cần phải bảo vệ tốt lòng của mình, không thể rơi vào vết xe đổ. Suy nghĩ của Vân Khanh được nam tử thu hết vào tầm mắt, hắn nhìn nàng đáy mắt chậm rãi mang theo một tầng kiều diễm sau đó biến thành lốc xoáy không ngừng xoay tròn, tiếp theo sắc thái từng tầng được lột tả, chỉ còn lại bề mặt thâm trầm như mặt nước kính hồ. Loại vòng tay này, giữa bằng hữu cũng sẽ đưa, Vân Khanh đem vải xoa nhẹ vùng xung quanh miệng vết thương, nhẹ giọng nói, không biết những lời này là nói cho mình nghe, hay là giải thích cho nam nhân mặt nạ bạc nghe. Nam tử đang nằm mày hơi nhếch lên, bên trong sẹt qua tia sáng mang theo lạnh ý. Tiếng nói lại vẫn trêu chọc như cũ, ai đưa? Là vì An công tử gì đó vừa rồi sao? Vân Khanh ngẩng đầu, thấy ánh mắt người nọ thanh thấu, tựa hồ đang chờ đáp án của nàng, ánh mắt rất nghiêm túc, đồng thời che giấu một loại ham muốn chiếm hữu. Không liên quan đến ngươi, nàng cúi đầu, tay đặt bên sườn từ trong hòm thuốc lấy ra một cuộn vải băng vết thương, dùng tay phải vòng quanh ở dưới thân hắn, nam nhân mặt nạ bạc phối hợp nâng eo lên, sau khi lau khô vết bẩn vòng eo đặc biệt trắng trẻo lại săn chắc mạnh mẽ đập vào mắt vân khanh bởi vì tay trái không thể dùng lực không thể không cúi người dùng tay phải đi đón băng vải từ phía dưới vòng lại khoảng cách của hai người đột nhiên bị thu ngắn nam tử nâng thắt lưng gầy gò lên bởi vì dùng sức cơ bụng từng khối hiện ra ở trước mặt nàng cách chừng nửa gang tay nàng vốn đang không biết gì thấy nam nhân mặt nạ bạc bị hơi thở của mình phả qua bên hông liền cười khẽ nói, rất ngứa, người đừng có hít thở gần thắt lưng của ta. Nhất thời, mặt Vân Khanh liền ửng hồng, giống như những chùm hồng mai đột một nở rộ trong nền tuyết trắng xóa, nhiều đếm không xuể, mây hồng che đầy trời, phủ kín gương mặt tuyết sắc. Nam nhân đang nằm trước mặt không còn là một bệnh nhân cần xử lý vết thương, mà là một thân thể của nam nhân trưởng thành, Vân Khanh không khỏi giật mình, món tay có chút cứng ngắc tiếp tục vòng quanh ánh mắt cũng không như lúc đầu không có cố kỷ, khối thân thể này thực hoàn mỹ, vân ra rõ ràng, mặc dù hơi gầy, da thịt tinh tế sờ vào như tơ, tản ra một cỗ ấm áp. Tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, mà bên kia có người lại hô một câu, cầu xin tha thứ nói, ngươi đừng dùng sức, đau chết ta rồi. Vân Khanh lại cúi đầu nhìn, không biết lúc nào nàng sử dụng quá sức, miệng vết thương lại muốn rách ra, vội vàng thả lòng một chút, mà nam nhân mặt nạ bạc cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra mới vừa rồi sự hô hấp ấm nóng kia phả vào eo hắn sức lực của hắn nhắm thẳng bụng dưới mà chạy trốn mắt thấy một loại bộ phận đang không chịu khống chế mà ngừng đầu cũng may vân khanh dùng sức xiết lại miệng vết thương truyền đến đau đớn sâu sắc làm cho cái ý tưởng kiều diễm kia của hắn đều bay mất thật may à không có ở trước mặt vân khanh mất mặt nhưng mà cũng thật là đau a à. miệng vết thương được băng xong vân khanh đem thuốc bột ngân châm và những thứ khác thu lại xếp vào trong hòm thuốc nam nhân mặt nạ bạc tự mình ngồi dậy kéo lại quần áo lấy một tư thế cực kỳ thoải mái dựa vào cái đệm lớn trong xe nhìn thiếu nữ nghiêng người những lọn tóc bị rớt ra từ sau lưng lướt qua bờ vai từng sợi từng sợi rơi xuống hắn nhớ tới cái ôm nàng trước đó và cảm giác thoải mái khi đùa nghịch mái tóc mềm mại của nàng khóe miệng không tự giác mà nhếch lên đúng rồi có phải vị an công tử kia cũng từng đưa vòng tay cho ngươi không vân khanh nhíu mi để hòm thuốc vào sau xe ngồi vào một bên khác lãnh đạm nói nói rồi chuyện không liên quan đến ngươi ngươi là tiểu cô nương không biết vị an công tử này a à, lấy cớ cho mượn sách kỳ thật tâm hoài bất quỹ bụng dạ đen tối nam nhân mặt nạ bạc khẩu khí sang sảng tang thương giống như người từng trải nói làm sao ngươi biết ta ở thư cục gặp hắn chứ Vân Khanh cảnh giác nhìn hắn, người này không phải là cố ý theo dõi nàng chứ. Ta từ trên nóc nhà thư cục bay qua, vừa vặn thấy được. Nam nhân mặt nạ bạc ngữ khí thoáng có chút hờn giận, cái tên nần sơ dương kia, rõ ràng vốn tính đem sách đưa cho ngươi. Ai biết khi nghe được ngươi nói muốn mượn của hắn, hắn liền thay đổi mà sửa miệng. Hừ, nghe tiếng hừ này, Vân Khanh nhớ tới tiếng động mình nghe được lúc ấy, Thực rõ ràng chủ nhân của thanh âm trầm thấp ám ách kia chính là do nam nhân mặt nạ bạc trước mắt này đội nhiên khó chịu. Mượn sách cũng là tâm hoài bất quỹ, Vân Khanh hơi hơi nhăn mày, Phượng Mâu nhìn phía hắn. Người đi mượn sách, lần mượn lần trả, hắn liền có thể mượn cơ hội gặp ngươi hai lần, còn vô tình để ngươi cho rằng hắn là một người học thức uyên thâm, một người hào phóng, một người săn sóc chu đáo. Nam nhân mặt nạ bạc đang dạy dỗ tiểu hồ ly mà mình nhìn chúng, để tránh bị người bắt cóc cũng không biết. Tuy rằng, hắn cảm thấy khả năng không lớn, nhưng cũng muốn để ngừa vạn nhất thôi. Vừa lúc đó, xe ngựa lăn vài vòng liền ngưng lại, bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo, Vân Khanh hỏi, Lão Hải, chuyện gì vậy? Lão Hải lập tức ở bên ngoài tiếp lời nói, tiểu thư, nơi này có người của quan phủ, xây nên rào cản, đang điều tra từng chiếc xe ngựa trên đường. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 263, đấu trí trong xe ngựa, 1. Lão Hải lập tức ở bên ngoài tiếp lời nói, tiểu thư, nơi này có người của quan phủ, đang dựng rào cản, điều tra từng chiếc xe ngựa trên đường. Vân Khanh xốc màn xe lên đưa mắt ra bên ngoài, nhìn về phía tiệm bán mỹ phẩm nằm trên đường hướng ra cửa nam thành Dương Châu, lúc này đã dựng lên chứng ngại vật Đám người mặc trang phục quan binh đang kiểm tra từng chiếc xe ngựa đi qua. Xem ra quan binh đang kiểm tra gắt gao từng người một, mặc kệ bên trong có phải là nữ quyến hay không, đều phải sốc lên xem xét một phen, hiển nhiên muốn tìm cho được tên trọng phạm. Người lại đem phiền phức tới cho ta." Vân Khanh buông màn xe, quay đầu nhìn nam nhân mang mặt nạ bạc vẫn như cũ thản nhiên nằm trong xe, trong giọng nói lạnh ý nhàn nhạt. nhạt. Nam nhân mặt nạ bạc cũng sốc lên màn xe gần phía hắn đưa nhìn ra ngoài, híp mắt trầm ngâm một hồi rồi nói, hắn thật đúng là không biết xấu hổ, lại dám phong tỏa cổng thành để tìm ta. Nam nhân mặt nạ bạc dường như đang tự nói một mình, Vân Khanh loáng thoáng nghe được một chút nội dung trong đó, xem ra đám quan binh kia thật sự vì hắn mà tới, người này rốt cuộc đã làm ra chuyện gì. Trong lúc nàng trầm tư suy nghĩ, nam nhân mặt nạ bạc quay đầu nói với nàng, nói xe ngựa quay đầu lại chuyển hướng sang con đường khác chỉ cần không đi về bên kia sẽ không có chuyện gì vân khanh suy nghĩ xác thực cũng chỉ có như thế may mắn là tính tình lão hải cẩn thận cách nơi dựng rào cản một trăm thước liền ngừng lại cũng có đường sống để quay lại vì thế vội vàng nói lão hải đi xuyên qua mõ nhỏ phía bên trái kia đi lão hải vẫn đang chờ vân khanh phân phó hắn cũng không muốn chạm mặt đám quan binh này Tiểu thư nhà mình nếu bị đám quan binh thô lỗ này xốc màn xe trước mặt dân chúng, thật sự rất khó coi, liền ngồi lên xe ngựa, chuẩn bị dơ roi. Đúng lúc này, nam nhân mặt nạ bạc đột nhiên hô, không tốt, đã có người nhìn thấy xe ngựa của chúng ta, nếu đột nhiên quay đầu ngược lại dễ dàng bại lộ. Vân Khanh tiến lại gần cửa sổ quan sát, xác thực có hai ba quan binh đang cưỡi ngựa về phía này, xem tư thế kia, tựa hồ là đang đánh giá xe ngựa của nàng đang suy xét có muốn tiến lại kiểm tra hay không rồi nàng lập tức xoay lại đây nói nếu không đi bọn họ sẽ lại đây kiểm tra bọn họ muốn lại đây nam nhân mặt nạ bạc thả tay buông màn xe xuống trong đôi mắt chứ hàn ý dày đặc vân khanh biết cỗ hàn ý này không phải đối với nàng mà là đối với đám người bên ngoài kia lão hải đừng đi đem xe dừng ở ven đường đi vân khanh đưa ra phán đoán theo tình huống hiện tại nếu rời đi sẽ làm cho những người đó càng thêm nghi ngờ, không bằng ngừng ở bên cạnh, hào phóng tự nhiên một chút. Vân Khanh nhanh chóng đảo mắt nhìn nội thất bài trí bên trong xe ngựa. Xe ngựa rộng lớn ở giữa chỉ đặt một cái bàn trà, hai bên là nhuyễn tháp, bốn phía đều được ngấm vóc vây quanh, trong lò tản ra mùi hương nhàn nhạt, nhạt. Trong một góc nhỏ đặt mấy quyển sách vừa mới mua, căn bản không có chỗ để ẩn thân. Người nhanh chạy ra ngoài đi. Vân Khanh chuyển mắt về phía nam nhân mặt nạ bạc, hai chồng mắt lộ ra sát ý chợt lóe rồi biến mất. Nếu như điều tra được trong xe ngựa của mình có thích khách, ngược lại nàng cũng sẽ bị liên lụy. Nam nhân mặt nạ bạc nhìn đôi mắt của nàng, khóe miệng hiện lên một tia cười khổ, trừ bỏ người thầm ra. Đại khái những người khác trong mắt nàng cũng không có gì khác nhau, bất quá hiện tại cũng không phải lúc bi xuân thương thu. Hắn lắc đầu nói, đi không được, một người từ bên trong thoát ra, bọn họ sao lại nhìn không thấy. Vân Khanh đáy lòng gấp gáp, những trong đầu cũng không rối loạn. Nàng nhìn thoáng qua Lưu Thúy nằm ở một bên tựa như đang ngủ say, nôn nóng nói, ngươi mau giải huyệt đạo cho nàng. Vốn nam nhân mặt nạ bạc cảm thấy nếu giải huyệt đạo cho nha hoàn kia, không chừng sẽ rước lấy nguy hiểm, nhưng nhìn đôi mắt của Vân Khanh, nét mặt lạnh lùng cùng kiên định, hắn không nói thêm câu nào nữa, thời gian không nhiều lắm, không thể thông thả như vừa rồi ngươi một câu, ta một câu. Ngón tay ở trên người Lưu Thúy điểm vài chỗ, nàng lập tức mê mang tỉnh lại, đầu tiên mở mắt ra, lập tức ngồi bật dậy, xem xét Vân Khanh còn bên người hay không. Sau khi nhìn đến Vân Khanh, vừa muốn mở miệng, lại thấy được nam nhân mang mặt nạ bạc làm cho mình hôn mê vẫn còn ở đây, muốn mở miệng hỏi ra nghi vấn, nhưng lại cảm thấy không khí trong toa xe có chút không đúng, liền nhịn xuống, quay về phía Vân Khanh hỏi: tiểu thư người không sao chứ ta không sao bên ngoài có quan binh muốn tới điều tra hắn hiện tại làm sao bây giờ liều thúy sau khi tỉnh lại vẫn như cũ bình tĩnh rất nhanh an vị đến bên cạnh vân khanh nhẹ giọng hỏi nhìn thấy vân khanh bình yên vô sự nàng liền không hỏi nhiều nữa trước mắt còn có chuyện cần giải quyết nếu để quan binh phát hiện tên nam nhân mang mặt nạ bạc kia ở bên trong xe ngựa vậy thì khuê danh của tiểu thư sẽ xong đời ta phải ẩn mình trong xe ngựa thôi. Nam nhân mặt nạ bạc nghe tiếng vó ngựa vang lên càng lúc càng gần. Thực hiển nhiên là đám người kia đang dục ngựa về phía này. Chúng muốn kiểm tra xe ngựa. Hiện tại cũng không có biện pháp khác. Vân Khanh nhìn toa xe có chút đơn sơ của mình. Ngón tay gõ nhẹ trên bàn trà. Chỉ hy vọng rằng sẽ không xảy ra sơ sót gì. Nàng ngửi thấy trong xe có mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt. Tuy rằng trên đường đi đã nhạt đi không ít nhưng nếu lúc này xốc màn xe lên, vẫn có thể ngửi thấy, lập tức phân phó nói, lưu thúy, đem mùi hương trong lò, đổi thành bách hoa trầm thủy mục. Nếu để cho người khác nghe được mùi máu tươi, vậy thế nào cũng sẽ làm cho người ta sinh lòng nghi ngờ, điểm này không thể lơ là. Dạ, Liêu Thúy tuy rằng vừa tỉnh lại, đối với những chuyện vừa mới xảy ra cũng không mấy rõ ràng, nhưng nàng đi theo Vân Khanh mấy năm nay, đã dưỡng thành thói quen phục tùng, từ trong tâm khảm vẫn tín nhiệm Vân Khanh, lúc này thấy khuôn mặt tiểu thư chấn định, không chút hoang mang, còn có thể chỉ huy nàng đổi hương, lại càng tin phục. Bên ngoài tiếng vó ngựa dần dần tới gần, lập tức nghe thấy một giọng nam truyền đến, bên trong xe là người nào của thầm phù. Bốn đỉnh xe ngựa của thầm gia chạm khắc hình con cá bọc vải gấm sa tanh, cho nên phàm là người có điểm kiến thức, đều có thể nhận ra, xe ngựa này là của thầm phù. Lão Hải có kinh nghiệm giao tiếp với quan phủ, liền phối hợp đáp lời, là tiểu thư trong phủ, xin hỏi quan gia có chuyện gì. Giọng nam kia trung khí mười phần nói, tứ hoàng tử gặp chuyện, nay quan phủ đang phụ mệnh chóc nã thích khách, vì phòng ngừa thích khách trốn trên xe ngựa chạy ra ngoài thành, làm phiền thầm tiểu thư phối hợp với quan phủ điều tra. Lão Hải tới gần xe ngựa, truyền đạt lại lời vừa rồi với Vân Khanh, cũng hỏi, tiểu thư, có để cho bọn họ kiểm tra hay không? Nếu quan phủ muốn truy bắt thích khách, thẩm phủ chúng ta nhất định sẽ phối hợp. Tiếng nói êm tai dễ nghe của thiếu nữ từ trong xe phát ra, Vân Khanh đưa tay, màn xe ngựa được xốc lên, thấp thoáng nhìn thấy được nửa khuôn mặt của nàng. Ba con ngựa con lớn đang đứng chắn trước xe ngựa, một toán lính khác vây quanh xe ngựa ở giữa. Trước mặt là một nam nhân mặc trang phục hoàng tử màu tím, hàng mày rậm kết hợp với đôi mắt chim ưng, Ngũ quan thâm thúy cương ngạnh, chính là tứ hoàng tử Ngự Thần Hiên. Mới vừa rồi Ngự Thần Hiên đang đứng tại rào cản dựng đằng kia kiểm tra một chiếc xe ngựa, vừa cho thông qua, thời điểm hắn quay đầu nhìn sang phía bên này, phát hiện một chiếc xe ngựa ngừng cách đó không xa, kỳ thật việc này cũng không có gì kỳ quái, xe ngựa dừng lại rất đỗi bình thường, nhưng hắn phát hiện xe ngựa này là của Thẩm phủ. Nhớ tới việc sau khi phủ hoàng vào ở trong Thẩm phủ, hai lần liên tiếp nảy sinh bất mãn với hắn trong lòng hắn càng xem thẩm phủ không vừa mắt mỗi một chiếc xe ngựa hắn cũng không buông tha nên mang theo hai phó binh lại đây muốn điều tra chiếc xe ngựa này ai ngờ ngồi trong đó tọa đúng là tiểu thư thẩm phủ thẩm vân khanh nhất thời chân mày nhíu chặt biểu tình càng thêm âm trầm vân khanh đưa mắt nhìn hắn sau khi trông thấy nàng một màn hắn nhíu mày khóe miệng có chút trầm xuống nàng đều thấy được khuôn mặt vẫn như trước mỉm cười ngẩng đầu nhìn nam nhân xuất hiện trước mặt, dân nữ gặp qua tứ hoàng tử. Ngự thần hiên không nói gì, ngược lại một vị phó binh bên cạnh hắn lên tiếng, sao lại để cho tiểu thư đích thân vén rèm, nha hoàn của ngài đâu. Tiểu thư khuê các thời điểm xuống xe ngựa hoặc là cùng người ngoài nói chuyện, đều sẽ có nha hoàn truyền lời, hành động này của Vân Khanh xác thực có chút không ổn. Quan gia nói đúng, thế nhưng thực không khéo, hôm nay nha hoàn của ta thân thể không được tốt say xe đang nằm ở bên trong vân khanh trả lời say xe khéo như vậy một đứa nha hoàn vậy mà còn yếu ớt hơn so với một vị tiểu thư như ngài làm phiền thầm tiểu thư phối hợp mở toa xe ra để cho ti chức kiểm tra một chút phó binh hiển nhiên đối với lời nói của vân khanh nổi lên lòng nghi ngờ ngữ khí cường ngạnh lên điều tra thì không thành vấn đề vân khanh nói xong vén rèm lên đứng dậy lão hải chạy nhanh tới lấy ra một cái ghế nhỏ, để nàng đạp lên ghế rồi bước xuống, cũng xin làm phiền quan gia không quấy dày tới nha hoàn của ta, nàng đang không thoải mái. Hừ, tên phó binh kia lập tức nhảy xuống, giơ tay vén rèm lên, bên trong xe ngựa rộng rãi được phơi bày ra trước mắt mọi người. Ngự thần hiên hai tròng mắt như chim ưng, đảo qua những vị trí nhỏ nhất, giá sách, bốn vách tường, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người đang ngủ bên trong xe ngựa, cái chăn được phủ từ đầu đến chân một người, trong mắt hắn hiện lên một tia sáng lạnh. Tứ hoàng tử không có phát hiện bóng dáng thích khách. Tên phó binh nhìn một vòng, bẩm báo: "Sốc chăn của người kia lên, để cho nàng lộ mặt ra cho ta xem." Ngự thần Hiên giơ tay chỉ cái chăn, tên phó binh muốn tiến lên, Vân Khanh bước nhanh về phía trước, đứng bên cạnh xe ngựa nói: "Việc này e rằng không tốt cho lắm, nàng tuy rằng chỉ là một nha hoàn" nhưng vẫn là cô nương chưa xuất giá, nếu mở chăn ra sẽ tổn hại danh dự của nàng. Chỉ là mở chăn ra nhìn mà thôi, nàng ta chôn ở trong chăn, người cũng nhìn không rõ mặt của nàng, vạn nhất nha hoàn của ngươi kỳ thật đã bị thích khách thay đổi, kia chẳng phải là giúp cho hắn ta thoát khỏi mắt của bồn hoàng tử sao? Ngự thần hiên sắc mặt lạnh lùng mở miệng. Đôi mắt chim ưng nhìn Vân Khanh, tựa hồ muốn xuyên thấu qua cái nhìn đó mà thấy rõ con người nàng đồng thời nó cũng đang ẩn chứa lửa giận hừng hực. Lão Hải nhìn thấy trong lòng âm thầm rét run, lén đưa mắt về phía tiểu thư nhà mình, nàng vẫn mang nụ cười ôn nhu như cũ, bộ dáng không có một chút hoảng sợ, nếu là vị tiểu thư khác, có lẽ đã bị dọa cho khóc nấc từ lâu. Dân nữ vẫn như cũ cảm thấy không ổn, nàng tuy rằng chỉ là một nha hoàn, nhưng nằm ở bên trong, trang phục không chỉnh tề, nếu để cho nam tử khác nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Vân Khanh ngẩng đầu nhìn nam tử cao ngạo ngồi trên lưng ngựa, gió mùa đông xe lạnh thổi qua hai má nàng, làm cho da mặt nàng càng thêm trắng mịn như ngọc, tùy thời đều có thể chảy ra nước, đôi phượng mâu kia trong khung cảnh dáng chiều mờ tối, càng thêm sáng lấp lánh, dường như thắp sáng tất cả mọi thứ xung quanh nàng. Ngự thần hiên nhìn người thiếu nữ trước mắt, chỉ là một đứa nha hoàn mà thôi, đáng giá để nàng quan tâm đặt hết tình cảm vào sao. Ở trong lòng hắn, Vốn không hiểu được tình cảm giữa Vân Khanh và Lưu Thúy, dù cho nha hoàn ấy tốt đến mấy, cũng chỉ là đứa nha hoàn, chủ nhân bảo ngươi chết thì ngươi phải chết, hắn là hoàng tử, một tên thích khách dám ám sát hắn so với một đứa nha hoàn thì tính là cái gì. Nhưng Cố Tình khi nhìn đến cô nương hai trong mắt Cố chấp cùng kiên cường đứng chắn trước xe ngựa, hắn liền nghĩ đến ngày ấy bộ dáng nàng liều mình chắn tên, hắn nhìn không thấu người này làm sao có thể một chút cố kỵ cũng không có lao ra chắn tên cho người khác. Theo quan sát của hắn, hắn hiểu rõ nàng là một người cơ trí, bình tĩnh. Không ai biết được, ngự thần hiên thu hồi ánh mắt, lạnh lùng mở miệng. Vân Khanh cũng là sừng sốt, nghe ý tứ của hắn là sẽ không để cho những người khác biết chuyện lưu thúy bị sốc chăn lên, xem cách vị tứ hoàng tử này làm việc, thủ đoạn thật nhiều a. À, ngay cả khi nói như vậy đều có thể đáp ứng nàng có được lời hứa hẹn của tứ hoàng tử, nếu lại ngăn cản liền có vẻ thái quá. Vân Khanh gật gật đầu, "Ta đi kêu nàng, các ngươi không cần đi lên." Nói xong, liền nắm lấy áo choàng, lên xe ngựa, đến trên xe, nhẹ giọng hô, "Lưu Thúy, Lưu Thúy, tỉnh dậy." Sau khi gọi vài tiếng, nha hoàn đang hôn mê rốt cục cũng ngẩng đầu lên, lẩm bẩm một tiếng, "Tiểu thư, về đến phủ rồi sao?" Khuôn mặt tròn tròn lộ ra rơi vào mắt những người ở đây. Tuy rằng tóc tai có chút tán loạn, y phục cũng hơi hỗn độn, nhưng ai cũng đều thấy được, đây là một vị tiểu cô nương mà không phải nam tử. Tứ hoàng tử, thật là nữ nhân, phó binh hồi báo nói. Ngự thần hiên nhìn chằm chằm khuôn mặt Lưu Thúy hồi lâu, hắn cũng biết nha hoàn này, Thẩm Vân Khanh tham dự yến hội, mỗi lần đều mang theo nha hoàn này, thực hiển nhiên là nha hoàn thân cận bên người nàng, hắn chuyển tầm mắt sang khuôn mặt của Vân Khanh nàng đang đỡ nha hoàn nằm xuống lại sau đó đi xuống xe ngựa nói tứ hoàng tử đã xác định rồi chứ thích khách cũng không ở trong xe của ta đi thôi ngự thần hiên đôi mắt lạnh như băng đào qua xe ngựa ra lệnh một tiếng chuẩn bị mang theo đám quan binh quay lại khu vực kiểm tra đằng kia vân khanh đứng yên tại chỗ đáy lòng thầm thở phào một hơi đang chuẩn bị xoay người lên xe vừa mới nhấc chân phía sau lại truyền đến giọng nói lạnh như băng đợi chút phát hiện ra cái gì sao vân khanh trong lòng căng thẳng sắc mặt tự nhiên xoay người lại khóe miệng mang theo ý cười lại thêm vài phần hàn ý thản nhiên tứ hoàng tử còn có chuyện gì bổn hoàng tử vừa sực nhớ ra vừa rồi chỉ soát toa xe còn chỗ cất đồ vẫn chưa soát tứ hoàng tử một tay lôi kéo dây cương quay đầu ngựa lại tiếp tục ra lệnh cho hai tên phó binh đi cẩn thận kiểm tra chỗ để đồ hắn tùy nói với phó binh nhưng đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vân khanh muốn từ trên mặt nàng nhìn ra một chút manh mối vừa rồi hắn luôn cảm thấy có chút kỳ quái tại sao nha hoàn kia lại trùng hợp sinh bệnh như vậy sinh bệnh thì làm sao có thể đi ra cửa với tiểu thư thẩm vân khanh dường như đang đánh lạc hướng sự chú ý của bọn họ tập trung vào toa xe mà bỏ quên mất chỗ chứa đồ một người khi đã qua một lần điều tra thất bại sẽ nghĩ rằng thứ mình muốn tìm chắc chắn không có trong này nhưng hắn hôm nay thiếu chút nữa đã bị loại tâm lý này che mắt may mà hắn sớm phát hiện ra thế nhưng ở trên mặt vân khanh hắn thủy chung không hề phát hiện ra bất cứ thần sắc khác thường nào dùng nhan kia vẫn xinh đẹp như mẫu đơn từ đầu đến cuối đều thản nhiên nở nụ cười cùng với một đôi mắt sâu như đáy vực vân khanh tay giấu dưới áo choàng âm thầm buộc chặt nhìn vị hoàng tử đăng cơ ở kiếp trước này trong đôi mắt phát ra lạnh ý quả nhiên là người từ trong tranh đấu đi lên đế vị không phải dễ dàng qua mặt được hắn nàng siết chặt nắm tay cố gắng bình tĩnh chấn định đối diện hắn mặc kệ nàng có bao nhiêu kiên cường cùng một vị hoàng tử rằng co như vậy vẫn cần dũng khí cùng tâm lực rất lớn phó binh phái người ở sau thùng xe lục soát sau đó bẩm báo nói tứ hoàng tử phía sau toa xe cũng không phát hiện ra tung tích thích khách nghe vậy ngự thần hiên hơi nhíu mi quay đầu hỏi, đã xem xét kỹ chưa? Bẩm tứ hoàng tử, vi thần đã cẩn thận kiểm quá, quả thật không có người. Phó binh đã tự mình kiểm tra một lần, dù sao cũng là ám sát thích khách hoàng tử, nếu dễ dàng buông tha, hắn cũng không được yên thân. Ngự thần hiên nhìn xuống thiếu nữ bình tĩnh chấn định đến lạ thường, hắn có một loại cảm giác, thích khách đã trốn trong xe ngựa của nàng, nhưng xe ngựa chỉ có không gian như thế, trong xe cũng không có, thùng xe bên dưới cũng không có toa xe thì hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy tất cả lại không có gì chẳng lẽ trực giác của hắn sai lúc này đây tứ hoàng tử ngay cả hai chữ đi thôi đều không nói lạnh lùng nhìn quét qua vân khanh lôi kéo ngựa quay đầu rời đi hắn vừa rời đi hai tên phó binh cũng lập tức lên ngựa một đội binh lính đi theo phía sau mà vân khanh đợi cho bọn họ đi cách được một khoảng xa mới lên xe ngựa một tay kéo rèm cửa xuống, trong lòng nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi xuống đệm, bưng nước trà trên bàn lên, uống một hớp lớn. Tiểu thư vừa rồi muốn hù chết nô tỳ, lúc màn xe vừa buông xuống, Lưu Thúy liền chui ra từ trong chăn, lô ra khuôn mặt tròn tròn sợ tới mức tái nhợt, giọng nói vẫn còn hơi run run, hiển nhiên là bị dọa sợ không nhẹ. Không có việc gì, không lục soát thì tốt rồi. Vân Khanh đặt chén trà xuống, vén rèm lên nhìn ra bên ngoài thấy những người đó đã đi xa không có dấu hiệu quay trở lại mới thở phào một tiếng hai bàn tay nắm chặt mới buông lòng thả ra lại cảm giác lòng bàn tay hơi nhói đau dơ lên xem nguyên lai like lòng bàn tay bị nàng khẩn trương nắm chặt ấn vào vài dấu móng tay có thể thấy được vừa rồi nàng có bao nhiêu sao khẩn trương ngự thần hiên quả thật là một người lợi hại nàng vừa rồi cố ý bảo lưu thúy đóng giả bị bệnh muốn đem toàn bộ lực chú ý của những người này dẫn vào trong xe, dù sao chỉ là một nha hoàn bất ngờ ngã bệnh, giấu ở trong chăn, lại không chịu lộ mặt ra, thấy thế nào cũng đều có điểm khả nghi, hơn nữa nàng vừa rồi viện đủ lý do ngăn chặn, mặc cho ai đều cũng cảm thấy giấu đầu hở đuôi. Người bình thường có lẽ khi nhìn thấy người dưới chăn là Lưu Thúy, sẽ cảm thấy thích khách thật sự không có trên sư ngựa, nhưng cố tình tứ hoàng tử hắn không như vậy, hắn thế mà lại có thể nghĩ đến chỗ cất đổ bên dưới xa ngựa cũng có thể giấu người. Việc này nói lên hắn là một người tâm kế rất sâu, nếu mọi việc bị hắn phát hiện, chỉ sợ cùng nàng trắng không khỏi quan hệ, hết thảy đều sẽ diễn ra theo chiều hướng xấu. Cũng may nam nhân mặt nạ bạc từng đề nghị, lại cảm thấy xe ngựa là chỗ rất dễ khiến người khác chú ý, không thể ẩn thân, thay đổi một chỗ khác, nếu không, hôm nay chắc chắn sẽ bị người tóm gọn chính là nam nhân mặt nạ bạc kia có thể nghĩ đến ra chỗ ẩn mình thích hợp tới như vậy thật sự là một người nhanh trí bất quá hắn cũng đem lại phiền phức lớn như thế cho nàng làm nàng sợ tới mức lạnh cả người sau lưng ướt đẫm mồ hôi người này không thu phục không được nhớ tới vừa rồi ánh mắt ngự thần hiên nhìn nàng bên trong tựa hồ hàm chứa tức giận đối mặt với loại này ánh mắt trong lòng vân khanh hơi nghi ngờ đời này nàng tựa hồ chưa từng chọc tới tứ hoàng tử vì sao hắn lại tức giận nàng như vậy, nàng đã đắc tội hắn khi nào. Đời này nàng không hề dẫm lên vết xe đổ, nàng đã cố gắng tránh đi xung đột trực diện với hắn. Bất quá, e rằng nàng không biết vì sao, nam nhân mặt nạ bạc đi ám sát tứ hoàng tử, còn hiểu biết rất rõ về tứ hoàng tử, chẳng lẽ hắn biết. Vì thế Vân Khanh lạnh giọng khinh hô, người xuất hiện đi. chương 264, Đấu trí trong xe ngựa, 2 Ai ấy? Tứ hoàng tử. Hắn đúng là cũng đến. Ngự phượng hương đứng dậy, từ giường bước xuống, đi về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, ánh chiều tà đỏ như máu, nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ rực, khóe miệng nở một nụ cười đầy vẻ khát máu. Minh đế dù ngoài mặt phong cho hắn làm chấn Tây Đại tướng quân, biểu hiện sự ân sùng của vua, nhưng thực tế, khi chiến sự Tây Nhung vừa kết thúc và chưa ổn định, Minh Đế đã vội ra lệnh triệu hắn về kinh thành, ngầm phái quan chỉ huy tiễn hắn ra biên giới, vì sợ hắn xây dựng uy tín trong quân đội, trở thành một cẩn vương mới, rồi lại thành một đại tướng quyền lực như trước. Lần này đến Dương Châu cũng tương tự, ngoài mặt là hắn được giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho chuyến đi về phía nam của nhà vua, nhưng thật ra lại âm thầm cư tứ hoàng tử đi giám sát, sợ hắn có hành động bất minh. Những việc nên làm, hắn cũng đã làm. Còn những việc không nên làm thì tùy thuộc vào tâm trạng của hắn, có khi lại làm, có khi lại không. Ngự Phượng Hương nghĩ vậy và ở một góc khác của Dương Châu cũng có một nhóm người đang nung nấu những toan tính riêng. Người xem, bây giờ việc kinh doanh của trầm gia không hề có dấu hiệu suy sụp, ngược lại, nhà đầu kia lại đang chiếm lợi thế, giờ sổ sách của bọn họ cũng đã được thanh toán, mấy kẻ gây rối trong giới thương gia cũng dần biến mất chẳng lẽ chúng ta lại ngồi yên nhìn mọi thứ của trầm gia rơi vào tay nha đầu kia, người có cam lòng không? Mặt của Mạc Thị đầy vẻ thất vọng, nhưng trong mắt vẫn hiện lên sự đau lòng, và còn chút do dự. Sau lần bị Vân Khanh rốt kiếm đuổi đi, họ đã chờ đợi lúc Vân Khanh gặp khó khăn trong công việc kinh doanh để đến đòi hỗ trợ. Nhưng Vân Khanh không những không hoảng loạn, mà còn từ từ đưa việc kinh doanh ở Dương Châu trở lại quỹ đạo ban đầu. Theo tình hình hiện tại, trong vòng nửa năm, Vân Khanh có thể đưa Thẩm gia trở lại vị thế như trước khi Trầm Mậu nắm quyền, và khi đó, sẽ không còn việc gì liên quan đến họ nữa. Thẩm Bình ngồi ở một bên, ánh mắt âm u và lạnh lẽo, trong lòng không khỏi cảm thấy không phục Trầm Mậu. Dù Trầm Mậu nhỏ tuổi hơn hắn, nhưng tuổi tác của hai người không chênh lệch nhiều, từ nhỏ thường bị đem ra so sánh. Hắn tự nghĩ mình không kém thông minh so với Trầm Mậu chỉ là không may mắn sinh ra trong gia đình giàu có như thẩm gia, nên người khác mới nịnh bở và đón chào trầm mẫu. Nếu hắn có được gia sản lớn như trầm mẫu, chắc chắn việc trở thành người giàu nhất Dương Châu cũng không phải là điều khó khăn. Ngày qua ngày, lòng hắn dần nảy sinh những ý nghĩ âm độc. Gặp lúc mặc dù thi đậu cử nhân nhưng lại không thể tìm được chức quan, hắn thường đến thanh lâu uống rượu cùng đường sinh, cả hai người đều bất mãn với cuộc đời qua lại thường xuyên liền trở thành bạn thân. Tình cờ, hắn biết được bạch di nương bên cạnh trầm mậu chính là thanh mai trúc mã của đường sinh, hắn liền thử dò xét và đưa ra một kế hoạch, khiến trầm mậu từ nay về sau không có con, để rồi nếu trầm mậu gặp chuyện không may, toàn bộ tài sản của trầm gia sẽ do tộc họ tiếp quản. Hắn hứa sẽ chia cho đường sinh một phần tài sản của thẩm gia. Tài sản của trầm gia đủ để đường sinh dùng tiền hối lộ quan chức, thăng tiến trên quan trường, dù không có chức vụ, cũng có thể sống sung túc qua nhiều đời. Vì vậy, khi hắn đưa ra yêu cầu này, Đường Sinh lập tức đồng ý, hơn nữa còn tìm cơ hội để tình cờ gặp ngỡ Bạch Di Nương. Cuộc sống làm Di Nương cũng không dễ dàng, dù là dưới sự quản lý khoan dung của Tạ thị, khi Bạch Di Nương gặp lại Thanh Mai trúc mã ngày xưa và biết rằng hắn đã trở thành cử nhân lão gia, nàng bắt đầu hối hận hối hận vì ngày xưa không vượt qua được sự cám dỗ của tiền bạc mà gả cho thương gia làm thiếp. Nếu nàng kiên trì thêm hai năm nữa, giờ đây nàng đã là phu nhân của cử nhân. Khi hối hận bắt đầu, lòng tham cũng từ đó nảy sinh. Dưới sự khuyên khích không ngừng của đường sinh, Bạch Di si Nương cho rằng tất cả là lỗi của tạ thị, rằng tạ thị đã cản trở con đường tốt đẹp của nàng. Với lòng thù hận không bình thường đó, Bạch Di Nương đã yên tâm mà bắt đầu hạ thuốc độc trong thầm gia. Mọi việc sau đó diễn ra rất thuận lợi, Trầm Mậu vẫn chưa có con cái. Hắn chỉ đợi một thời cơ thích hợp để Trầm Mậu vô tình gặp tai nạn và chiếm lấy tài sản của Trầm gia. Nhưng đáng tiếc, sự việc đã có biến đổi vào năm ngoái. Đến bây giờ, sự việc cuối cùng cũng quay lại con đường mà hắn mong muốn, Trầm Mậu gặp chuyện, còn hai đứa con trai kia cũng chẳng có thành tựu gì. Nhưng điều hắn không ngờ tới là Trầm Vân Khanh lại có những thủ đoạn vượt xa khỏi dự đoán của hắn, điều này đã làm thay đổi toàn bộ kế hoạch của hắn. Hừ, chỉ là một nha đầu nhỏ, nàng có thể nuốt trọn nhiều thứ như vậy sao? Tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, nhưng khi nhớ lại dáng vẻ Trầm Vân Khanh cầm kiếm chỉ thẳng vào hắn hôm đó, hắn vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Một nha đầu bé nhỏ, làm sao lại có thể dám can đảm như vậy? Lão đại, người có kế sách gì không? Tộc trưởng quay đầu hỏi Thẩm Bình. Các ngươi xem, bây giờ Thẩm gia chỉ có mỗi Trầm Vân Khanh đang chống đỡ. Nếu nàng gặp chuyện gì, không thể tiếp tục chống đỡ, thì Thẩm gia sẽ ra sao? Thẩm Bình giữ vẻ mặt nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại chứa đầy ác ý. Mạc thị cười nhạo khinh thường, không có nha đầu đó, lão già dư thị kia bây giờ còn nằm liệt giường, không đứng dậy nổi. Tạ thị dù chưa ngã, nhưng chỉ giỏi quản lý trong nhà, còn ngoài kinh doanh thì không được, hai đứa trẻ kia thì khỏi cần nhắc đến. Nói xong, tộc trưởng bỗng nhiên hiểu ra, quay đầu hỏi, lão đại, ý của ngươi là? Thẩm Bình nặng nề gật đầu, đúng như cha nghĩ, không có trầm vân khanh, ta xem thẩm ra còn có thể trụ vững thế nào? Ngươi có kế sách gì hay? Đôi mắt già nua của tộc trưởng lấp lánh ánh tham lam, liền hỏi vội. Thẩm Bình cười đầy mưu mô, con đã chuẩn bị từ lâu ngày mai cha cứ xem hắn muốn xem liệu trầm vân khanh có thể vượt qua thử thách này của hắn hay không nếu không qua được thì đừng trách hắn vân khanh sau khi xử lý xong công việc chuẩn bị đi thăm dò tình hình trong thương hội vừa thay quần áo xong chuẩn bị ra ngoài thì nghe vấn nhi báo lại tiểu thư tộc trưởng lại dẫn người đến vân khanh khẽ nhíu mày những người này tại sao lại đến nữa Vừa mới hơn nửa tháng kể từ sự kiện rút kiếm, họ lại không thể yên ổn mà đến tìm. Có vẻ như miếng mỡ của thẩm gia này thật sự quá hấp dẫn, khiến người ta không thể bỏ qua được. Nàng chỉnh lại vạt áo, vừa mới thay xong, liền đi gặp bọn họ để xem lần này họ lại có chuyện gì muốn gây sự. Khi đến tiền sảnh, Vân Khanh phát hiện hôm nay có rất đông người đến. Không chỉ có tộc trưởng và các trưởng lão, mà còn có Thẩm Bình, Mạc Thị con cái của họ và không ít người trẻ trong tộc cũng có mặt. Nàng bước vào, đầu tiên quét mắt qua tất cả mọi người, rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Không biết hôm nay có cơn gió nào đưa tộc trưởng và các trưởng lão đến thăm trầm ra. chương 265, đấu trí trong xe ngựa, 3. Tộc trưởng hòa trưởng lão nhìn thấy nàng, trong lòng vẫn còn đôi chút lo lắng. Dù sao hôm đó, khi nàng cầm lợi kiếm trong tay, cả người toát ra sát khí, khiến ai nấy cũng khó mà quên được ông không khỏi mỉm cười nhưng có chút gượng gạo tuy nhiên khi thấy nàng hôm nay lại tươi cười nhẹ nhàng tộc trưởng liền trấn tĩnh nhẹ giọng nói hôm nay chúng ta đến đây tự nhiên là có chuyện quan trọng cần bàn bạc hiện tại cha ngươi có tin tức gì không tạm thời không có tộc trưởng có tin tức gì về cha ta sao vân khanh giữ nét mặt thản nhiên không biểu lộ nhiều cảm xúc khiến người khác khó đoán được nàng đang nghĩ gì nếu chúng ta có tin tức, đã sớm nói cho ngươi, cần gì phải hỏi. Tộc trưởng không hài lòng với thái độ của nàng, hư một tiếng, biết rõ Vân Khanh từ lần trước đã không còn muốn hợp tác với họ, liền nói thẳng, lần trước ngươi nói rằng nếu cha ngươi không có, ngươi sẽ phải chiêu gì về nhà. Giờ đây, đã một tháng rồi mà cha ngươi vẫn bặt vô âm tín, ngươi nên chuẩn bị đi. Chuẩn bị gì, Vân Khanh ngước mắt nhìn tộc trưởng, giọng như không hiểu hỏi lại ngươi là một nữ nhân chưa lấy chồng mỗi ngày đều xuất hiện ngoài đường ở xưởng nhuộm và đi lại giữa đám đàn ông trong nhà tang lễ bộ dáng này ra gì tộc trưởng lớn tiếng trách mắng tộc trưởng nói như vậy ta thật không hiểu những ngày gần đây khi ra ngoài ta đều mang theo mạng che mặt không hề xuất đầu lộ diện hơn nữa bây giờ trầm ra không có ai quản lý việc kinh doanh ta là gia chủ chẳng lẽ cả ngày chỉ ngồi yên trong hậu trạch không làm gì cả nếu đây là ý của các ngài thì ta không thể đồng ý được nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy vân khanh phản bác không đồng ý nàng không muốn tốn nhiều sức để tranh luận vì biết rằng nếu những người này đã đến với lòng tham thì dù nàng nói gì họ cũng không thay đổi ý định tộc trưởng như đoán trước được suy nghĩ của vân khanh ông ta chẳng hề kiên nhẫn lắng nghe nàng nói ngay khi nàng vừa dứt lời ông liền vung tay lên quả quyết nói nếu ngươi muốn chiêu rể về nhà, hãy sớm tìm một người vào thẩm gia. Hắn sẽ giúp ngươi lo liệu mọi việc bên ngoài, như vậy thì có thể vẹn toàn đôi đường. Đúng vậy, nữ nhân đi lại ngoài đường không hẳn là chuyện tốt, lại còn không an toàn, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mạc thị cười xen vào, giọng nói đầy vẻ quan tâm. Ồ, vậy sao, các ngươi còn nhớ trước đây ta đã nói gì không? Chỉ khi phụ thân gặp chuyện, ta mới chiêu rể về nhà nhưng hiện tại phụ thân vẫn chưa rõ tung tích ta sao có thể tự mình quyết định được vân khanh cười nhạt không bị những lời giả tạo này lừa dối nụ cười của nàng không rõ là châm chọc hay chỉ là hành động vô thức thẩm bình nhìn nàng ngón tay khẽ vốt ve chỗ ngồi trầm vân khanh quả không dễ nổi giận cũng không phải là người dễ đối phó không ngạc nhiên khi nàng có thể ổn định việc kinh doanh ở dương châu chỉ trong vòng một tháng hắn đứng dậy bước vào trong sảnh, nói, Trầm Vân Khanh, phụ thân ngươi mất tích hơn một tháng rồi, ngươi không lo tổ chức tang lễ thì cũng đành. Nhưng bây giờ ngươi, là một nữ nhân, lại chiếm đoạt tài sản của Trầm Gia, không chịu buông tay, cũng không chịu chiêu rể về nhà. Điều này khiến ta rất nghi ngờ ý đồ của ngươi, có phải ngươi định nuốt trọn thẩm gia, biến thẩm gia thành của riêng ngươi hay không? Giọng hắn càng lúc càng cao, đến cuối cùng thì mang theo ý chỉ trích rõ ràng hướng mọi mũi rùi về phía Vân Khanh. Vân Khanh cũng đứng dậy, mỉm cười nhìn quanh đám người, đột nhiên cười nhẹ vài tiếng, rồi mở miệng nói, các ngươi nói ta muốn biến thẩm gia thành của riêng ta sao? Xin hỏi, các ngươi có biết cha ta là ai, mẹ ta là ai, và ta là ai không? Cha ta tên Trầm Mậu, là con trai duy nhất của Trầm Gia. Mẹ ta là Tạ Văn Uyên, là chính thê của Trầm Mậu. Còn ta, Trầm Vân Khanh, là con gái trưởng của thẩm gia. Trên danh sách của hộ bổ, ta là người của thẩm gia, trong máu ta chảy là huyết thống của trầm gia. Dựa vào đâu mà các ngươi nói ta muốn biến thẩm gia thành của riêng ta? Ta không cần biến tất cả thành của ta, vì thẩm gia chính là nhà của ta. Mọi người ở đây đều gọi ta là đại tiểu thư. Hỗn sược, ngươi là nữ nhân, dù sao rồi cũng phải gả đi. Tộc trưởng tức giận đến mức nhảy dựng lên. Ta đã nói, sẽ chiêu rể về nhà, chẳng lẽ tộc trưởng đã già, không nghe rõ lời ta sao? Vân Khanh cười lạnh lùng với tộc trưởng, mặt đầy vẻ khinh thường. Thẩm để ngang bực tức nói tiếp, nếu ngươi đã nói như vậy, thì hãy mau chiêu rể về nhà. Nếu không, chúng ta sẽ nghi ngờ ý đồ của ngươi. Đến lúc ngươi nắm trọn thẩm ra trong tay, rồi mang theo sản nghiệp trầm ra đi lấy chồng, ai có thể kiểm soát ngươi nữa? Vân Khanh cuối cùng đã hiểu mục đích của họ hôm nay là gì. Họ muốn ép nàng nhanh chóng chiêu rể về nhà, và không cần nói cũng biết, những người đang đứng quanh đây chính là đối tượng mà họ đã sắp xếp sẵn cho nàng. Vậy các ngươi muốn thế nào? Cuối cùng chủ đề đã chuyển đến điểm này, trong mắt tộc trưởng hiện lên niềm vui, ánh mắt dừng lại trên người một thanh niên đang đứng sau ghế, rồi ông cười nói, hôm nay, những người có mặt đây đều là con cháu trong tộc, phẩm hạnh tốt chưa kết hôn. Họ vốn là người trong Thẩm thị tộc, dù có ở rể, người cũng không cần lo lắng họ có ý xấu gì, chắc chắn sẽ giúp đỡ ngươi rất nhiều. Vân Khanh nhìn lướt qua một vòng những người mà tộc trưởng đã chọn cho nàng, rồi nhàn nhạt nở nụ cười. Nàng giơ tay chỉ vào một người đàn ông có vẻ ngoài đoan trang, nói: "Người này." "Người này sao? Tốt quá, tộc trưởng không ngờ Vân Khanh lại chọn nhanh như vậy." Mày ông nhướng lên vì vui mừng nhưng ai ngờ vân khanh không để ý tới lời ông tiếp tục nói người này từ nhỏ mắc bệnh bại liệt chân trái bị què người này thiên tính thích cờ bạc đã thua sạch tiền của gia đình hiện đang tạm trú trong thành hoàng miếu sống bằng nghề trộm cắp lừa đảo không từ việc xấu nào nói xong nàng chỉ vào một người đàn ông khác người này yêu thích uống rượu sau khi say thì thích đánh vợ vợ cả của hắn chính là bị hắn đánh chết sau một lần say rượu Nàng tiếp tục chỉ vào từng người một, nêu rõ từng người trong số họ có nội tình gì, cuối cùng chỉ vào một người đàn ông đứng bên cạnh Mạc thị, đây là cháu ngoại của tộc trưởng, từ năm 12 tuổi đã bắt đầu ve vãn hết thảy nha hoàn trong nhà, chỉ cần là người hắn thích, nếu không tuân theo sẽ bị hắn bán vào lầu xanh. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn